phát, bất chấp và lãi suất đã liên tục gia tăng 13 lần trong năm qua. Cũng theo lời bà Bullock, thì lý do có thể khiến lạm phát gia tăng là vì giá xăng dầu đắt đỏ, trong khi giá cả năng lượng vẫn đang gia tăng từng ngày và đặc biệt là tiền thuê nhà vẫn đang ở mức cao nhất trong nhiều chục năm qua. Ngoài ra, tại diễn đàn của hội ASIC, bà Bullock cũng đã chỉ ra yếu tố kém cỏi của nước Úc vốn đã giảm xuống mức của năm 2016 theo số liệu của tổng nhà GDP gần đây. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát gia tăng. Điều này có nghĩa là kể từ năm 2016 cho đến nay, nước Úc không hề có bất cứ sự tăng năng suất nào. Bên cạnh đó, thống đốc RBA cũng chỉ ra những căng thẳng và xung đột địa chính trị đang diễn ra tại Israel và tại Ukraine, có nguy cơ khiến cho giá cả xăng dầu càng có sự biến động mạnh hơn. Anh vào đây chơi không? Khi được hỏi về lý do, có thể lạc quan. Vào đây đây, nói chuyện tôi đây, long time no see. Trong kinh doanh, trong thời đại dịch, lâu quá rồi không gặp mọi người, không nói chuyện tào lao. Đặc biệt là trong thành phần phụ nữ và thanh thiếu niên. À, vào đây chơi không? Vào đây. Tỷ lệ nói chuyện sống ở đâu sướng hơn đây? Là 3.7%. Sống ở Việt Nam hay ở hải ngoại sướng? Cũng tin sinh hoạt tài chính. Chỉ trong một tuần, dự phóng về lãi suất gia tăng đã có sự thay đổi. Lý do vì sao? Trong tuần qua, nhiều chuyên gia kinh tế đã đồn đoán về khả năng lãi suất có thể tiếp tục gia tăng lên hơn 5%. Có ai vào đây chơi không? Không vào là đi. Biết là giá xăng, giá nhà thuê và giá năng lượng. Thế nhưng, cũng trong tuần qua, đã có hai diễn biến quan trọng. Thứ nhất là tại Hoa Kỳ và thứ nhì là tại Vương quốc Anh, có thể có ảnh hưởng đến quyết định về lãi suất của ngân hàng trụy kim RBA tại Úc. Trước hết là tại Mỹ vào ngày thứ ba tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang The Fed đã công bố lạm phát trong tháng 10 là zero. Hay nói khác hơn là lạm phát đang giảm hạ tại Mỹ. Nhắc lại là lạm phát tại Mỹ đã giảm từ 3.7% trong năm tính cho đến tháng 9, xuống chỉ còn 3.2% tính đến tháng 10. Trong khi đó tại Vương quốc Anh, lạm phát trong tháng 10 cũng chỉ gia tăng ở mức 0.1%. Điều này cũng có nghĩa là tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Anh đã bắt đầu giảm, từ mức 6.7% trong năm tính đến tháng 9, xuống còn 4.6% tính đến tháng 10. Với tỷ lệ lạm phát giảm hạ tại Anh và tại Mỹ, các chuyên gia cho rằng việc tăng lãi suất không còn cần thiết nữa. Thậm chí còn có các chuyên gia tin rằng lãi suất sẽ giảm hạ trong năm 2024 tại Anh và tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tại Úc, cho đến thời điểm này, chúng ta chưa có thông tin về tỷ lệ lạm phát trong tháng 10. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng tin rằng lạm phát có thể sẽ giảm hạ ở mức 0.1%. Và nếu dự đoán này là đúng, thì tỷ lệ lạm phát ở hải ngoại sướng hơn, rồi người ở Việt Nam thì nói ở Việt Nam sướng hơn, ở hải ngoại nói Việt hải ngoại sướng hơn. Cãi nhau cùng củ tỏi lên. Không có lý do gì. Thì bây giờ vào đây chơi để nói chuyện cái vấn đề này. Sao đây là tin đời sống? Để mình chốt cho câu sống ở đâu sướng hơn. Trẻ và người lớn tuổi ngày càng gia tăng. Trong khi phần lớn người Úc hiện mọi người đi ngủ hết rồi. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng vọt. Bây giờ Việt Nam là một giờ rưỡi lớn. Và đó là nhóm baby boomer, tức là những người sinh sau Thế chiến thứ hai. Mà hiện nay, sống ở đâu cũng sướng, 70 tuổi. Sống ở đâu cũng khổ. Theo thống kê từ Combank IQ, làm người là khổ rồi. Thì thế hệ baby boomer đã gia tăng chi tiêu cho du lịch và ăn uống. Bây giờ ở bên hải ngoại á, vẫn tiếp tục tăng cao. Bên hải ngoại giờ tiền lời nó lên á, lên nóc nhà rồi. Bây giờ ai mà nợ nhiều tiền á là chết. Nợ tiền lời nó càng ngày càng lên, cái gì cũng lên, thế giới này cái gì cũng lên rồi, không phải riêng ở hải ngoại đâu. Thế ở Việt Nam thì ở bên hải ngoại thì cãi nhau mới ở bên Việt Nam, sống ở đâu sướng, sống ở đâu khổ, ở đâu cũng có cái sướng, ở đâu cũng có cái khổ, đúng không? À, người nói, người nào nói là ở bên hải ngoại khổ thì lại bị những người hải ngoại tự ái lại trời nào nói không đúng sự thật,
Ở đâu cũng có cái sướng, ở bên hải ngoại mà không sướng hơn ở Việt Nam thì là người ta đi để làm cái gì? Mà lý do tại sao ấy, người Việt Nam cứ đổ xô sang sang hải ngoại? Tại vì những cái người ở hải ngoại lúc nào lên đây cũng ở sướng lắm, ở bên này sướng lắm, không làm cũng có ăn. À, y tế không mất tiền, đúng không? À, rồi cái gì không cần đi làm cũng vẫn có ăn. Đúng, không sai. Ở bên này á, không cần đi làm vẫn có ăn. Nhưng mà ăn á, ăn cái gì và ăn như thế nào? Ngày xưa ấy, cái thời mà chào chào tất cả mọi người cái thời mà mình mới sang đây ấy, cái tầm mà trước và từ cái thời mà Lê Sà qua bên này ấy, là cái thời đấy là qua đây rất là sướng, người ta lo cho từ A đến Z vì mình đi cái diện người ta cho tự do vào đây, được nhiều người vào đây, cái thời đấy nó còn dễ. Chứ còn bây giờ không có đơn giản như là các ông các bà cứ lên đây khoe đâu, đúng không? Ở bên này đương nhiên là nó phải sướng hơn rồi, không sướng hơn thì làm sao người ta đổ xô sang đây, mà đâu chỉ có ở Việt Nam mới qua đây đâu, tất cả các nước ai cũng muốn sang đây hết á. Mã Lai, Singapore, rồi Hồng Kông, rồi everywhere, ở đâu người ta cũng muốn qua đây hết á, chứ đâu phải riêng gì Việt Nam là muốn qua đây đâu. Cái cuộc sống ở đâu đó, người ta làm ăn khó khăn người ta cũng đi muốn tìm cái nơi nào nó dễ dàng kiếm sống hơn, cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái khổ, cái gì nó cũng có cái sướng. Ở Việt Nam là sướng cái gì? Sướng là mình sống ở đất nước của mình nói tiếng của mình chửi nhau lúc nào cũng được. Ở bên này chửi ai nó nói mình cũng chẳng biết nó nói cái gì, nhiều người đúng không, nó chửi vào mặt cho cũng chẳng biết nó chửi cái gì, đúng không? Mình muốn mình ấm ức cái gì á, mình muốn nói lại cũng không nói được, hoặc là mình muốn làm cái gì cũng không không có có phải cái đất nước của mình nó không được tự do, mình đi ra ngoài đường kia là kìa, ví dụ như là hai người mà chửi nhau hay là đánh nhau gì đi chăng nữa, một tây một 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 da trắng một da vàng ấy mà đánh nhau xem là nó bênh thằng nào, đúng không? Đừng có nói là bên này nó công bằng lắm, đợi đấy, trên cái đời này chả có cái gì công bằng ấy, cứ suốt ngày chửi nhau. Hôm nọ có cái ông nào ở bên Úc này này, bên cái vùng mình này, lên trên mạng, lên trên YouTube ấy, nói là ở Úc này nó bắt được bao nhiêu du học sinh sang đây trồng cần sa. Không biết cái ông ấy tên là gì quên mất rồi. Trồng cần sa rất là quy mô mà rất là nhiều. Và bắt được mười mấy du học sinh mà bao nhiêu tiền đấy, nói chung là cái số lượng rất là lớn. Thì ông ngồi ông nói là chứ dân du học sinh sang đây không chịu làm ăn rồi đi trồng cần sa, rồi mấy đứa mấy thằng ở dưới comment bảo là cháu ngoan Bác Hồ rồi này kia các thứ. Đó, mấy cái thằng già sống ở bên này mà ngây thơ thế. Nói cho mọi người biết cái những cái em du học sinh sang đây rất là khổ. Cho nên các bố các mẹ mà ai mà phải thật sự có tiền mà muốn cho con đi du học, qua đây du học thì hẵng cho nó đi, chứ còn không có tiền mà chỉ sang đây để kiếm tiền thôi, để dùng cái danh là mình đi du du học ấy để mà kiếm tiền ấy thì rất là cực, mà giống như là đưa con vào 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 ê, nói làm sao nhỉ, đưa chúng nó vào cạm bẫy ấy, hiểu không? Ví dụ mình có tiền mình dư giả mình cho con mình đi học ở bên này rất là tốt, mà hơn nữa cho chúng nó sống cho nó đàng hoàng hơn, tại vì chúng nó sống ở bên này không phải đất nước của mình cho nên nó phải chấp hành cái luật lệ ở bên này. Nhưng mà không có tiền mà dùng đủ mọi cách, kiểu bán nhà bán đất đi rồi để cho con đi qua đây để kiếm tiền để gửi về ấy,
thì đừng có bán con như vậy, mà chỉ đưa các cháu vào cái cạm bẫy thôi. Mọi người nhớ là như thế, rất là tội nghiệp chúng nó. Đi làm á, không có tiền thì phải đi làm, mà không đi làm mà không có đủ tiền thì làm sao có đủ tiền để mà đóng tiền nhà, ăn uống. Ăn thì không đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà tiền nhà rồi tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền ôi, đủ các thứ. Cho nên là đi ra ngoài đi làm cho người ta đấy thì bị nó đi đi làm tiền mặt thì cái tiền nó rẻ, đúng không? Là làm rẻ hơn là cái người dân ở đây, rồi bị nó bắt nạt. Đó, tiền xong rồi động làm cái gì trái với luật lệ đây là nó lại đưa lên, nó chửi, không phải chửi riêng cái người du học sinh đó, nó chửi cả cái đất nước Việt Nam đó. Đó. Rồi á, tại sao mà có cái trường hợp mà nó bắt toàn du học sinh mà trồng cần sa một cách quy mô, mà trồng hàng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ đồng á, không biết, rất là lớn. Vừa rồi mình không nhớ chính xác cái số đấy, nhưng mà rất là lớn, mười mấy du học sinh. Thì mình nói cho mọi người biết là tại sao mà du học sinh sang đây. Các ông các bà ở bên này phải suy nghĩ cho kỹ xem là do ở đâu. Do cái người có quốc tịch ở bên này này, chúng nó làm xong rồi chúng nó mướn những cái người du học sinh đó. Ví dụ bị bắt, những cái người du học sinh đó đứng lên chịu tội. Chịu tội thì cùng lắm là nó trục xuất về Việt Nam thôi, hiểu không? Còn cái bọn ở đây nó cầm đầu á, nó nhờ nhơ, nó chỉ bỏ ra một số tiền thôi, chứ còn á, du học sinh lấy mẹ đâu ra tiền mà xây một cái trang trại để mà trồng cần sa lớn như vậy hả? Nó có nhiều tiền như thế, nó ở mẹ Việt Nam thì làm sao nó phải sang đây nó làm những cái chuyện trái phép như thế. Trời ơi khổ quá, xong rồi đưa lên, xong rồi mấy đứa nó chửi cả cái Việt Nam thế này thế kia. Còn những du học sinh ấy, là chỉ bị chịu tội cho chúng nó thôi. Chúng nó ở đây, chúng nó mới hiểu được cái luật pháp ở đây. Chúng nó ở đây, chúng nó mới hiểu biết cách trồng cần sa như thế nào. Chúng nó ở đây, chúng nó mới mua được đất, mua mướn được nhà để một cái nông trại để chúng nó làm những cái chuyện lớn như vậy. Chứ du học sinh sang đây lấy mả bố đó, tiền đâu ra mà lắm thế mà làm những cái chuyện này để làm gì? Xong rồi chúng nó ngồi ở bên này chúng nó chửi cả cái dân Việt Nam là cái gì cháu ngoan Bác Hồ rồi thế này thế kia. Mình nghe mình nổn ruột, mình mới lên đây. Nghe hơn nữa mọi người cứ hỏi là tại sao dạo này Lisa không lên 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 đây, tại vì chúng nó ở bên này không có ai chửi người Việt Nam nữa, cho nên là mình không có lên. Thằng nào nói mà nghe mà ngứa tai là mình chửi à. Cho nên là những ai sống ở đây á, già rồi chẳng hiểu cái gì á, thì phải dùng cái đầu suy nghĩ cho kỹ đi. Du học sinh nó sang đây ở đâu mà không có người phạm pháp, đúng không? Đất nước nào mà không có ăn trộm ăn cắp, đất nước nào mà không có gian lận hả? Người ta nghèo người ta gian lận, người ta nghèo người ta đói, người ta khổ, người ta đi ăn cắp ăn cướp thì còn đỡ hơn là những cái thằng nó giàu rồi nó còn đi ăn cắp ăn cướp, hiểu không? Có nghĩa là bên này sống cuộc sống suốt ngày ai cũng nói là ồ sướng lắm, mà bên này không đi làm cũng phải có ăn rồi này kia các thứ, tại sao phải đi đi nghiện ngập, tại sao phải đi ăn cắp, tại sao phải đi ăn trộm, sướng như thế còn đi ăn cắp ăn trộm nào mới gì. Người ta nghèo người ta đói thì người ta mới phải đi, đói quá thì thành ra là trộm cắp nhiều, nhưng đây giàu có nhưng mà vẫn có thì tại sao nó cứ cãi nhau loạn xì bằng ngầu lên ở trên này. Nào nào bên hải ngoại sướng rồi, chế độ này chế độ kia, ở đâu cũng có người người tốt người xấu, ở đâu cũng có người sướng người khổ, ở đâu cũng vậy thôi, đúng không? Còn các cái cháu mà đi sang đây du học ấy, khổ thân chúng nó lắm á, đúng không? Chúng nó rất là chịu khó làm ăn rồi này kia các thứ, nhưng mà đôi khi đi ra ngoài đường kia lại bị chính những cái người đồng hương của mình bì.
rồi dùng chúng nó, rồi đưa chúng nó. Cho nên các bố các mẹ ở Việt Nam ấy đừng có nghĩ là cứ bán nhà bán cửa hay là lo cho con được sang đây là đi kiếm việc làm là sung sướng đấy, nó cho vào cái cạm bẫy đấy. Đấy, bữa hôm ấy, gần nhà mình đây này cũng có một đứa bị còng tay đi ấy. Nó cái thằng chủ mưu ấy, nó là định cư ở đây rồi, nó có quốc tịch ở đây rồi. Những cái người em du học sinh, những cái cháu du học sinh sang đây đấy mà ông muốn kiếm tiền ấy, nó ra nó gạ gẫm, ai mà ông tham tiền đúng không, không có vượt qua được cái cạm bẫy đấy là dính trường, dính vào đấy là chết rồi, đúng không? Bây giờ nó bảo mà tao cho mày mỗi một tháng mà bao nhiêu tiền nên là bao nhiêu tiền đấy, không phải làm cái gì hết, đúng không? Chỉ có nhận tội cho nó thôi. Đứa nào mà không thích, nó đi làm đây khổ bỏ mẹ ăn được, đi ra ngoài kia kiếm một tiếng được bao nhiêu tiền, lỡ khớ lại bị nó bắt cho. Không, một du học sinh không biết là một tuần được làm bao nhiêu tiếng mình cũng không biết nữa. Làm tiền mặt thì xong rồi nó lại rẻ, lại bị ở cái đất này nó bắt nạt cho. Rồi á, sống á, đi mướn nhà mướn cửa khổ lắm cực lắm chứ không sung sướng gì đâu. Không có nói cái người người ta giàu không nói làm gì cho giàu có, cho nên cho con sang bên này. Tại vì sang bên này nó sẽ vào quy củ, nó sẽ vào giống như là những cái thằng mà ở Việt Nam mà giàu quá mà nó cứ mải chơi, nó chơi bời, nó không chịu làm ăn gì, tống cha nó sang bên này này để cho nó đi làm. Rồi ở bên này có pháp luật thì phải chấp hành pháp luật ở bên này, thì những cái đứa trẻ đấy nó sẽ ngoan. Nhưng mà không có tiền mà nghĩ rằng ồ cho con mình sang đây để kiếm tiền, có qua vượt được qua cạm bẫy của đồng tiền không hả? Rồi á, gặp những cái thằng ấy nó chuyên môn nó làm ấy, nó cho vào á, đi nhận tội cho nó. Nó ở đây nó ví dụ nhé, mình nói đơn giản này thôi, như mình có nhà có cửa này kia thứ, mình nói là cho du học sinh, một du học sinh mướn một cái phòng, ở trong phòng nó trồng mẻ cần sa, xong đến lúc bị bắt á thì cái đứa du học sinh ấy bị chịu tội rồi bị trục xuất về Việt Nam, còn cái người cho mướn phóng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ở bên này là ai làm người ấy chịu mà, hiểu chưa? Cho nên là ai ngồi đây cứ nghe tin tức bao nhiêu du học sinh ở bị bắt về trồng cần sa rồi sang đây làm những cái gì, nó làm nó một khi nó đã làm những cái chuyện nó làm ở đâu mà chả được, đúng không? Ở bên này á nó cứ làm như thế, nó có tiền nó bỏ ra nó xây dựng lên, xong nó cho mấy cái du học sinh vào đấy thuê mướn hay là cái gì ấy, xong rồi lúc bị bắt thì là nó đâu có làm sao đâu. Rồi mấy cái em du cháu du học sinh ấy bị chịu tội đi về Việt Nam thôi, hiểu không? Đừng có ngồi đây cứ lúc nào cũng khoe khoang là người bên này thế kia, rồi người ở chỗ mẹ nào mà không có người khốn nạn. Chào người bây giờ. Chào tất cả mọi người nhá. Đây vào đây nói chuyện nha. Chơi lâu lắm rồi không nên đây chơi. Mà tại hôm qua mình nghe thấy cái thằng ấy nó lên trên này nó nói là du học sinh này kia các thứ, xong cái giọng điệu của nó là kiểu như là người người Việt Nam qua đây làm những cái chuyện phạm pháp này kia trai nọ, xong rồi nó quay ra nó chửi cả cái Việt Nam ấy. Đó, mình tự ái chứ mình là người Việt Nam mà. Xong rồi mình thấy những cái người đấy người ta có người ta sống ở đây nhưng mà có vẻ người ta không được, người ta vẫn ngây thơ, cứ người Việt Nam làm là làm những cái chuyện đơn giản như thế mà không hiểu được. Đó. Cái bọn ở bên này á đầu óc của chúng nó quái rồi, chúng nó làm những cái chuyện đấy á, nó có tổ chức rồi, nó bỏ tiền ra nó làm, chứ du học sinh làm gì đủ tư cách để làm những cái chuyện vậy. Đúng không? Nó ăn cắp điện ở bên ngoài kia rồi nó vào nó cách trồng cách chăm bón cái cây cần sa như thế nào, phải cái bọn ở bên này nó mới hiểu được chứ.
làm sao du học sinh chân ướt chân ráo sang đây làm sao mà biết được những cái trò đấy. Nên mọi người hiểu không? Chào Lý Sở Vũ, chúc sức khỏe chị và gia đình. Cảm ơn Nguyễn Thị Bạch Yến nhé. Cảm ơn em và cũng chúc em như vậy. Chúc tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Bây giờ cái tuổi tuổi nãy giờ chỉ có khỏe thôi, cái tiền bạc bây giờ cũng chẳng là cái gì nữa rồi. Chủ yếu là cuộc sống làm sao nó khỏe mạnh là được rồi. Tiền bây giờ nó cũng chẳng được làm được cái gì. Nhưng mà cũng phải có tiền để còn tồn tại. Ở bên này có cái sướng, ở bên này có cái khổ. Ở bên này Việt Nam có cái sướng của Việt Nam, có cái khổ của Việt Nam, tùy vào mỗi hoàn cảnh, tùy vào mỗi sự suy nghĩ của mỗi con người. Mình nghĩ như thế nào là sướng thì nó là sướng, mình như thế nào là khổ thì nó sẽ là khổ, đúng không? Mình đòi hỏi là phải có nhà lầu, phải có xe hơi, phải có nhiều tiền thì đó là sướng. Thì nhưng mà người khác người ta lại không nghĩ như thế. Người ta nghĩ là chỉ cuộc sống sung sướng là gì? Là mình không phải để mình sống làm sao không để cho mình có nhiều cái áp lực trong cuộc sống. Thế là sướng. Còn có những người người ta cảm thấy rằng người ta có quyền lực, người ta có nhiều tiền, người ta cảm thấy như thế là sướng. Mỗi con người mỗi cái suy nghĩ khác nhau, đúng không? Ở bên này á, ăn nó chẳng đáng bao nhiêu cả. Nên ăn như kiểu ngày xưa, như là hồi mình nghèo á. Ví dụ như là tôm mày kho mặn chát ra, xong rồi một con gà thì á, kho mặn đắng ra. Ăn như thế á, chắc là để dành được nhiều tiền lắm. Nếu mà ăn cái kiểu như thế thì ở bên này sướng lắm. Đấy. Những mẫu áo chị chọn mặc thuộc gu thể thao đẹp lắm luôn chị. Lắm luôn. Vậy à, cảm ơn. Ừ thì bây giờ mình già già rồi. Ăn mặc cho nó, nhìn cho nó khỏe mạnh thôi. Chào em gái Hải Phòng, chào Vân Chu Phan, chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ cuộc sống là làm sao, cái tuổi của mình bây giờ chỉ có khỏe mạnh, làm sao mà khỏe mạnh thế là được rồi, chứ còn nó tiền nhiều cũng chẳng đem đưa được, đúng không? Bây giờ mình chỉ lo cho mình thôi, chẳng lo cho ai à, con cái kệ mẹ nó lớn rồi, nó lớn rồi nó tự lo. À, có cái thằng con út của mình á, suốt ngày nó gì gọi là nó đuổi ông chủ á. Nó đi làm được vài hôm nó lại đuổi chủ không à, à mình kệ mẹ nó muốn làm thì nó làm, nó không làm thì thôi. Chẳng chẳng cần biết, mình lo cho mình đã. Sau này rồi mỗi con người có một cái số phận, có những người chả làm cũng có ăn, có những người làm hụt mặt ra cũng chẳng có mà ăn. Như mình ấy, mình cũng nói nhiều lần rồi, mình cũng sống ở Việt Nam, mình cũng là dân Việt Nam, mình cũng ở Việt Nam cái thời chiến tranh, mình cũng là gia đình mình không phải giàu có, không cũng là cái dạng cũng không phải là giàu mà cũng chẳng phải là nghèo lắm, nhưng mà mình rất là sướng, chả phải làm ăn cái gì cả từ bé đến lớn đó. Tại sao vậy? Mình cũng là trong cái hoàn cảnh như thế, nhưng mà tại sao mình lại không phải làm ăn cái gì mà mình vẫn sướng đó? Ăn thì không phải là bảo là giàu có để mà ăn cơm gà cá gỡ, nhưng mà cũng không đến nỗi là đói, không phải xách nặng, không phải vác nặng, không phải làm cái gì đó, cho đến ngày hôm nay mình vẫn thế. Cái số
Mọi người có thấy là mỗi con người có một cái số phận không? Cho nên là cái số của mình như nào thôi, mình chấp nhận nó để mình vui thôi. Là những mẫu áo. Chào, chào cái gì? Trần Mạnh Vy à? Chào tất cả các bạn nhé. Đấy, cho nên mình một cái nhắn gửi mới lại các mọi người ở Việt Nam á, có con có cái mà phải lo từng đồng tiền một để cho con sang đây du học ấy, thì đừng phải suy nghĩ cho thật kỹ vào, hoặc là có gia đình ấy, thân quen giúp đỡ rồi này kia các thứ thì ông cho các cháu sang đây chứ. Trời ơi, thấy chúng nó tội lắm. Mình nghe thấy cái tin tức như thế, mình không phải là mình nghĩ là ồ dân Việt Nam thế này thế kia, mà mình cảm thấy tội lỗi tội nghiệp cho chúng nó luôn. Tại chúng nó sang đây á, chúng nó gặp những cái thành phần như vậy rồi á, đưa đẩy chúng nó vào những cái đấy rồi á, chúng nó đến khi bị bắt rồi chúng nó chịu tội. Chịu tội đâu phải riêng nó bị chịu đâu, cả cái dân Việt Nam bị nó chửi. Chúng nó ngồi đây bên đây mà ai chửi? Chính những cái người Việt Nam ở bên này chửi. Chả hiểu cái gì cả. Đúng không? Hồi trước cả nước đều khổ, bởi mới có những nghề bơm vít bi, bơm quẹt ga, vá áo mưa, hàn dép nhựa, gánh nước mướn. Giờ một số kẻ xúi người dân trong nước mê Mỹ bài tàu. Chính những kẻ